Cô chào tất cả các con. Tiết học hôm trước, chúng ta đã được học về câu kể ai là gì. Vậy để tiếp tục tìm hiểu về vị ngữ trong câu kể ai là gì, thì hôm nay cô và các con đến với bài luyện từ và câu. Vị ngữ trong câu kể ai là gì? Phần nhận xét. Câu 1. Đọc các câu sau. Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi: em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này? Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè. Theo Nguyễn Thị Ngọc Tú. Câu số 2. Trong các câu trên, câu nào có dạng ai là gì? Câu số 3. Xác định vị ngữ trong câu vừa tìm được. Câu số 4. Những từ ngữ nào có thể làm vị ngữ trong câu ai là gì? Để trả lời được các câu hỏi này, chúng ta cùng nhau đọc lại các câu văn. Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi: em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này? Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè. Vậy câu kể ai là gì? Đó là câu em là cháu bác Tự. Vậy trong câu kể em là cháu bác Tự, vị ngữ là cụm từ là cháu bác Tự. Vậy vị ngữ đi chung với cụm danh từ cháu bác Tự. Vậy thì ở đây các con thấy vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng chữ là. Thì vị ngữ trong câu kể ai là gì do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Từ đó cô rút ra cho các con một bài học. Trong câu kể ai là gì, vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ là. Và vị ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Bài học của cô đến đây là kết thúc. Cô xin cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Các con đọc kỹ lại bài một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ trả lời vào bộ câu hỏi và làm bài tập thật tốt. Cô chúc các con và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cô xin chào tất cả các con.